Xin cảm ơn quý khán giả vẫn đang dự hệ thống băng tần VNTV và vẫn đang xem chương trình Điểm tin của buổi sáng ngày thứ ba. Và chương trình này cũng hân hạnh được bảo trợ bởi tiệm vàng Miley với các loại vàng bạc, nữ trang và trang sức, và nhận shipping đến từng nhà quý vị với các loại thẻ Visa Mastercard. Xin hãy đón xem chương trình live show trực tiếp của Miley trên hệ thống băng tần VNTV cũng như là trên kênh YouTube Miley Diamond Show vào mỗi thứ ba hàng tuần từ 1 giờ cho đến 3 giờ trưa để chọn lựa ra những sản phẩm mà quý vị yêu thích. Xin kính mời. Chúng tôi xin phép quay trở lại phần điểm tin. Và đây là một trong những cái bản tin mà chúng tôi muốn cập nhật khi mà mới đây thì Tổng thống Zelensky ông đã công bố là sa thải cái người chỉ huy của lực lượng hoạt động đặc biệt của Ukraine. Thì khi mà chúng ta thấy rằng là cái cuộc chiến tranh xâm lược giữa Nga và Ukraine đang ngày càng tăng hơn nữa, thì theo như hãng thông tấn TASS của Nga cũng đã ra một cái thông báo cho biết rằng là ông Halahan, ông đã giữ cái vị trí lực lượng chỉ huy hoạt động đặc biệt vào tháng 8 của năm 2020 cho tới hiện tại. Và ông có một cái thời gian dài làm việc trong lực lượng đặc nhiệm của Ukraine và rất nhiều kinh nghiệm chiến trường cũng như là tham gia vào cái vấn đề chiến đấu tại cái khu vực Donbass vào năm 2014 cho đến năm 2019. Và ông là một trong những nhân vật mới nhất trong hàng loạt quan chức cấp cao của Ukraine đã bị sa thải trong cái thời gian vừa đây khi mà Tổng thống Zelensky đã nói rằng là cần có mà đang cũng điều tra và cứ vẻ sa thải từ từ. Và ngay cả người đứng đầu của cơ quan an ninh của Ukraine là một trong những cái người cánh tay rất là đắc lực của Tổng thống Zelensky là ông Ivan Bakhanov cũng đã bị bãi nhiệm. Thì theo như là chính quyền của Ukraine cũng cho biết rằng là có khoảng 1.200 công dân Ukraine đang bị điều tra với cái cáo buộc rằng là phản quốc hoặc là đang có một cái sự cộng tác làm việc cho Nga. Và những người trong số này là những cái người đứng đầu cũng như là những người nhân viên của chính phủ. Thì Tổng thống Zelensky trước đó cũng cho biết rằng là có khoảng 651 những cái người mà bị trong cái diện tình nghi thuộc về cái số lực lượng an ninh và những người đứng đầu trong cái vấn đề mà về pháp luật đang bị điều tra về cái vấn đề mà tội phản quốc như vậy. Thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị được rõ. Thưa quý vị, mấy tuần nay chúng ta là nghe tin bắn chết nữa mà tất cả đều là đàn ông, mà bây giờ lại có cái vụ đàn bà xả súng bắn thì rất là lộn. Thưa quý vị, ở Dallas, người phụ nữ 37 tuổi tự dưng đi vào trong phi trường, đi vào trong cái phi trường theo gọi là phi trường Dallas Lowfield Airport vào thứ hai là ngày hôm qua. Đi vào lúc khoảng 11 giờ, cái vào trong nó vào toilet xong đi ra cái đội một cái nón trùm đầu lên. Xong rồi cái kéo ra cái súng. Bắn lên trên nhà bùm 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 bắn lên. Trời ơi, không biết bà này bà điên khủng rồi, không biết nữa. Thì bắn lên cảnh sát là rất là hạ bà luôn. Nhưng mà may mắn bà chưa chết thì có điều là bà chưa chết, cảnh sát thấy bà chỉ bắn lên trần nhà thôi thì ra họ cũng không có bắn trực xạ vào người, chỉ bắn vào phía bụng dưới của bà, hy vọng là bà sẽ sống sót. Người ta sẽ tìm ra nguyên nhân tại sao bà này khủng điên, chắc bị ông chồng theo vào bé sao không biết nữa. Tự dưng cái nổi điên bắn chồng được, bà bắn đến trần nhà chơi để bị bắn. Từ khi bà bắn như vậy bởi vì chắc là bà có thể bị bắn chết, may sao bà không chết. Nên là đây là một cái chuyện rất là lạ hy hữu, nhưng mà ông đã chứng tỏ xứ Mỹ bây giờ thành xứ cá bồi được miền Tây. Tất cả xứ Mỹ bây giờ thành miền Wild Wild West, tức là miền Tây hồi xưa là ai mạnh ai cái đấy có sống là cứ rốt ra bắn nhau loạn xạ ngầu rồi. Và kính thưa quý vị, một trong những cái bản tin mà chúng tôi muốn cập nhật là đất nước Canada, khi mà cảnh sát cũng đã cho biết rằng là cái vụ, nếu mà chúng ta đọc báo trong cái thời gian vừa rồi sẽ cũng thấy rằng là cái vấn đề mà xả súng tại British Columbia của Canada đã xảy ra vào ngày 25 tháng 7 vừa rồi và đã khiến cho có khoảng là 3 người bị thương, bao gồm trong đó có cả một tay súng bị tình nghi và thiệt mạng trong một cái loạt vụ xả súng đã xảy ra, diễn ra như vậy. Thì những người đứng đầu họ nói rằng gửi đến cái điện thoại, nhận một cái cuộc điện thoại từ những người cư dân ở British Columbia báo động một cách khẩn cấp về có vụ rất là nhiều vụ xả súng tại thành phố Langley và liên quan đến người vô gia cư, cũng yêu cầu rằng là người dân phải tránh xa ra khỏi cái khu vực này ngay từ thời điểm đó. Thì cảnh sát trưởng của lực lượng Hoàng gia Canada đã nói rằng là tới thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn không có biết rằng là cái nguyên nhân và cái động cơ nào mà khiến cho cái vụ xả súng đã xảy ra, cũng như chưa có một cái manh mối nào về giữa những nghi phạm đã tử vong cũng như là những người nạn nhân với nhau. Và cảnh sát ở tại là Langley cũng đã nhận được một cái báo cáo về cái vụ xả súng
và nói rằng là những cái nạn nhân này tại một số điểm địa điểm khác nhau, và yêu cầu là khi đó người dân phải tránh xa ra một số khu vực, và quan trọng nhất là những cái bãi đỗ xe của một sòng bạc cũng như là có một bến xe bus. Và theo như một nhân chứng, họ kể rằng là họ nhìn thấy hai chiếc xe SUV màu đen, giống như là hai chiếc xe của lực lượng phản ứng nhanh của Hoàng gia, tại một cái con mương gần với một trong những cái địa điểm xả súng ở đó. Thì một chiếc xe có dính cái lỗ đạn trên cái kính chắn gió, và nghi phạm được mô tả là một trong những cái người đàn ông da trắng mặc đồ bảo hộ và áo rằn ri, và sau đó cũng bị cảnh sát bắn gục. Thì chúng ta thấy rằng là tại Canada bao giờ cũng bắt đầu rộ lên về cái vấn đề mà xả súng, nhưng mà so ra với Hoa Kỳ thì không có bằng đâu. Và vì do là Canada có luật súng đạn rất là nghiêm ngặt hơn tất cả những cái đất nước khác. Nhưng mà mặc dù vậy thì Canada vẫn được phép sở hữu súng, miễn rằng là những cái người sở hữu đó được cái giấy phép để mà được quyền sử dụng. Thì những cái vụ thảm sát mà chúng tôi điểm sơ lại mà đã diễn ra trước đó ở Canada mà gây ra một cái viễn cảnh kinh hoàng là vào năm 2020 vừa rồi, khi có một cái tay súng lái một chiếc xe giả danh của cảnh sát và đã cướp đi một cái sinh mạng của hai nạn nhân ở Nova Scotia. Thì cái thống kê tại đất nước Canada cũng cho thấy rằng là cái tỷ lệ mà giết người bằng súng của Canada thì cũng bắt đầu khá cao, nhưng mà vẫn cao hơn những cái nước quốc gia giàu có khác và đang phát triển, chỉ có điều là thấp hơn Hoa Kỳ thôi. Thì chúng ta thấy rằng là cái tai nạn súng đạn về những cái vấn đề mà thiệt mạng như vậy vẫn xảy ra nhan nhản, khi mà cái vấn đề mà bán súng tràn lan trên thị trường và cái vấn đề mà giới hạn về giấy phép thì vẫn chưa được thực thi, nên rất có những người dùng súng để mà có thể mà giải quyết những cái vụ việc cá nhân hoặc là một cái gì đó liên quan mà họ cảm thấy bất bình. Thì chúng tôi sẽ theo dõi thêm để mà gửi tin cho quý vị. Có nhiều người Mỹ có thích nuôi những cái thú vật ở trong nhà, có nhiều người nuôi. Giờ chúng tôi đã thấy là có những bản tin là nuôi, có một người nuôi tới hơn 100 con chó luôn, có người thì nuôi hơn 100 con mèo, rồi nhiều người nuôi cái thú dữ ở trong nhà ghê gớm quá. Nhưng mà chính phủ sao phải tịch ra lệnh phải bỏ, tại vì có nhiều cái tác hại rất là lớn, nhất là ở miền Florida đó, nhiều người nuôi những chăn rắn thì nó bò ra rồi nó làm cho cả xóm sợ hãi. Bây giờ thì ở Pennsylvania, ông Elliot Sensenman 27 tuổi, là một người thanh niên rất trẻ thôi, nuôi chăn rắn ở trong nhà để chơi làm cái hobby á, thì mới bị chăn nó cuốn chết. Thưa quý vị, là vì chúng ta đã biết là con chăn rất là mạnh, và nhớ con chăn này tới 18 feet lận. Mà phía rất là lớn, con chăn cũng phải nói là lớn lắm, 18 feet là khổng lồ, nó dài hơn cái nhà mình luôn á. Nó quấn trong quanh cổ người ta nghẹt thở, thế khi mà người ta nghe báo có người nghẹt thở thì chạy tới. Thì cảnh sát đã bắn vỡ đầu con chăn mà không ảnh hưởng người nằm đó. Nhưng mà ông ta đã bị ngạt thở lâu rồi, khi đưa vào nhà thương thì bị coma rồi vài ngày sau mới chết, tức là hôm Chủ nhật vừa rồi mới chết. Ông bị từ thứ tư đến trước, thưa quý vị, đây là một cái... không phải một cái tai nạn, nhưng mà một cái sự nghĩa là nó không biết dùng anh từ gì, và nên chúng ta không có nên nuôi những cái đồ thú dữ ở trong nhà. Nhiều người cũng thích nuôi thú dữ, nhưng đặc biệt là nuôi pitbull đó. Chúng ta mong muốn tất cả nhà Việt Nam ta đừng ai nuôi pitbull, tại vì giống là giống ác quỷ, nó có thể là cắn chết chủ. Pitbull nó nuôi đã có nhiều vụ cắn chết chủ, 4 năm con chó nó xuống lại cắn chết bà chủ, cắn chết con bà chủ, rồi cắn hàng xóm, rồi cắn người thuê nhà, rồi ôi cắn người đi đường nữa. Hôm vừa rồi chúng ta có đọc bản tin là một người nó bị 7 con pitbull cắn chết luôn. Anh em ta tuyệt đối là không nên nuôi pitbull, thưa quý vị, và không nên chăn rắn ở trong nhà. Tại nuôi cái đồ độc ác ở trong nhà thì trước sau nó không phản, là tại vì nó không có trí não. Thì chúng ta không có nên nuôi như vậy. Tội nghiệp của ông này mới 27 tuổi đó, cho trẻ trung lắm mà đã chết, thưa quý vị. Trong những cái bản tin mà chúng tôi muốn cập nhật gửi đến quý khán giả, khi mà Ukraine mới đây cũng họ cũng lên tiếng rằng nói là kêu gọi châu Âu phải nên tăng cường cái biện pháp trừng phạt mạnh đối với Nga vì cái vấn đề mà gọi là chiến tranh khí đốt, để mà tìm cách để trả đũa về cái turbine do mà Gazprom, cái đường ống Nord Stream 1 đang cắt cái đường ống dẫn khí đốt đến với nước Đức. Thì Tổng thống Zelensky cũng đã lên tiếng rằng là Nga không có một cái sự quan tâm nào đến những cái người dân đang phải chịu đựng
chuẩn bị cho cái mùa thu đông sắp tới này. Và những cái đó là lý do mà chúng ta phải nên đáp trả lời Tổng thống Zelensky, mà ông nói rằng đừng có nghĩ làm thế nào để có thể trả lại cái vấn đề Tubin, mà hãy tăng cường bằng các biện pháp là trừng phạt. Thì chúng ta thấy Nga với Liên minh châu Âu hiện tại vẫn chưa đưa ra những cái lời bình luận của Tổng thống Zelensky ông đã đưa. Thì sau khi mà đã thấy có một cái vấn đề chiều hướng là cái tập đoàn Nga Gazprom này đã mở cái đường ống dẫn khí Nord Stream 1 vào tuần trước, và sau đó thì bắt đầu là thông báo ngừng hoạt động do là cái khí nén Portovaya đã bị trục trặc và đang cần phải sửa chữa lại. Và cái quyết định này cũng đã giảm cái vấn đề mà khí đốt xuống, chúng tôi cũng đã cập nhật cho quý khán giả. Thì nhiều nước châu Âu họ nói rằng là Nga đã kéo dài cái thời gian cung cấp khí đốt như vậy để mà đáp trả lại cái lệnh trừng phạt của Tây Phương, để mà cũng làm xáo trộn về cái kế hoạch dự trữ dầu. Thì không biết rằng là cái lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky như vậy thì châu Âu, các nước phương Tây có suy nghĩ để mà có thể gia tăng về những cái biện pháp trừng phạt đối với Nga hay không, thì chúng tôi cũng sẽ theo dõi tiếp để mà cập nhật đến tin cho quý khán giả. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin kính mời quý vị hãy giữ hệ thống băng tần VNTV và đến với một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại phần điểm tin. Xin cảm ơn.